Thầy Park ngơ ngác khi nói về danh sách triệu tập, người hâm mộ cả nước bồn chồn lo lắng. Như chúng tôi đưa tin, huấn luyện viên trưởng Chuse cũng đã gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ lên VFF để chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Cũng giống như những lần trước đó, những cái tên được ông Chuse gọi lên liên tục gây tranh cãi. Chứng kiến cách làm việc của ông Chuse, thầy Park cũng không giấu nổi sự lo lắng. Chia sẻ với truyền thông, ông thầy Hàn Quốc bày tỏ, tôi vẫn luôn theo dõi thông tin về đội tuyển, đó là công việc mỗi ngày của tôi. Thừa nhận thẳng thắn rằng tôi rất nhớ cảm giác được làm việc với các cầu thủ, lúc này tôi lại còn đang thất nghiệp nữa. Ông cũng cho biết, tôi đã xem kỹ danh sách, đó là 50 cầu thủ tốt, nhưng thực sự tôi thấy lo ngại cho cầu thủ Việt Nam lúc này. Tôi cảm thấy lo bởi những cầu thủ chơi tốt nhất của đội tuyển Việt Nam thì lại vắng mặt. Họ thật sự là những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Họ cũng đã có kinh nghiệm trong nhiều giải đấu quốc tế, khéo léo. Điều đó tôi cho rằng cực kỳ quan trọng với các trận đấu sắp tới. Tôi rất hiểu về Tấn Tài. Tôi không biết vì sao cậu ấy không được gọi. Cậu ấy có thể đảm nhiệm nhiều vị trí và phong độ khác nhau. Về Công Phượng gần đây thì tôi không được xem cậu ấy thi đấu. Nhưng tôi nghĩ nếu được cho cơ hội, cậu ấy vẫn có thể làm tốt. Công Phượng có kỹ thuật rất tốt và là người có khả năng gây đột biến. Với quan điểm của tôi thì tôi nghĩ cậu ấy thích hợp. Quả thực là những lo ngại của ông Park về bản danh sách của ông Chuse thật sự là có lý ngay sau khi được công bố. Với 50 cái tên trong danh sách, nhà cầm quân người Pháp không có quá nhiều sự lựa chọn và không có quá nhiều sự thay đổi. Mặc dù có sự trở lại của một vài công thần nhưng vẫn gây tranh cãi. Ông Chuse luôn dành sự ưu tiên cho lứa U20, U23. Điều này khiến ông nhận phải nhiều áp lực từ giới chuyên môn. Ngoài ra, ông thầy người Pháp cũng đặt dấu hỏi khi mà triệu tập Trương Tiến Anh. Bởi lẽ Trương Tiến Anh đã thi đấu không thật sự ấn tượng trong đợt FIFA tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, ông Chuse cũng đã không điền tên trụ cột Văn Hậu vì lý do chấn thương. Ngoài ra, trường hợp vắng mặt đáng tiếc của thầy Park đã chia sẻ là Hồ Tấn Tài. Cầu thủ quê Bình Định đang có phong độ rất cao trong màu áo của Công an Hà Nội. Tuy nhiên, anh không được gọi lên tuyển và Công Phượng cũng như vậy. Đây chính là lý do mà khiến cho người hâm mộ cả nước đang hết sức không hài lòng với ông. Lại như mọi lần thôi, tôi sẽ không xem nữa. Ưu tiên u mấy thằng 23 non kinh nghiệm. Nhìn danh sách nhưng muốn khẳng định là không tranh nổi tấm vé thứ hai để vào vòng trong nữa rồi. Tôi đến chịu. Khó hiểu tại sao lại gọi Trương Tiến Anh. Đó là một số bình luận của người hâm mộ. Quả thực là trong đợt hội quân lần này, không khác so với đợt hội quân tháng 11, ông Chuse tiếp tục ưu ái các nhân tố trẻ. Có thể kể tới một số cái tên như là Văn Việt, Tuấn Tài, Duy Cường, Minh Trọng, Thanh Nhàn, Đình Bắc. Nhìn chung, vị phù thủy trắng thì vẫn đang kiên trì với mục tiêu là cải tổ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy vậy, điều này vẫn đang gây ra tranh cãi và đặt ra một dấu hỏi. Có rất nhiều những dấu hỏi về cách lựa chọn nhân sự, cũng như là cho các chiến dịch sắp tới. Phải chăng nhà cầm quân người Pháp đang thiên vị khi ưu ái các học trò cưng và cướp đi cơ hội của những người đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam? Nên nhớ rằng, sau hai trận đấu chính thức tại vòng loại thứ hai World Cup, rất nhiều thử nghiệm nhân sự của ông Chuse cũng đã bị đặt ra dấu chấm hỏi. Những tưởng chiến lược gia người Pháp sẽ có sự thay đổi, xem ra nỗ lực của các cầu thủ sẽ không hết và họ sẽ lại tiếp tục không được chọn nếu ông Chuse giữ chức vụ này. Chiều cao trung bình và thể lực của nhóm cầu thủ trẻ được ông Chuse xây dựng thì cũng đã kém hơn nhiều so với đàn anh. Giới chuyên gia nhận xét, nhóm tiềm năng này thì chưa đáp ứng được trình độ yêu cầu tại vòng chung kết Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam đang rơi tự do về phong độ, thể hiện qua sự yếu kém trong khâu tấn công lẫn phòng ngự. Trong đó, thử nghiệm nhân tố mới thì nhằm trẻ hóa lực lượng đội tuyển quốc gia, chưa mang lại hiệu quả tích cực. Không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam thắc mắc, việc ông Chuse chọn cách thử nghiệm cầu thủ trẻ trong bối cảnh đội tuyển quốc gia cần tận dụng cơ hội để sao hữu, rà soát lực lượng cho 4 trận vòng loại World Cup và Asian Cup năm 2023. Thậm chí có ý kiến cho rằng triết lý bóng đá, đấu pháp hiện tại thì không phù hợp với đội tuyển Việt Nam nên áp dụng trở lại lối chơi phòng ngự. Đáp lại, ông Chuse cho rằng toàn đội đang chú trọng vào việc xây dựng đấu pháp, triển khai bóng và triển khai triết lý bóng đá mới. Nhưng ai tin ông đây khi mà đội tuyển Việt Nam cứ đá thì lao dốc. Nếu ông Chuse cứ tiếp tục dùng người và chiến thuật như vậy thì sẽ lại thất bại chứ không có bất ngờ nào khác. Nhìn đội tuyển Việt Nam lúc này, người hâm mộ lại nhớ tới lối chơi của ông Park Hang-seo đã giúp đội tuyển Việt Nam đạt được nhiều vinh danh. Thậm chí đoàn quân ông Park đã thể hiện sự tự tin và thi đấu ngang ngửa với các đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Úc, Ả Rập Saudi. Còn bây giờ, đội tuyển Việt Nam, thậm chí người hâm mộ không biết là chúng ta đang chơi với triết lý gì. Thực tế cho thấy là cả khả năng ban bật, điều phối nhịp độ,
tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta thật sự là có một điều cải thiện, tuy nhiên là phong thái thi đấu vẫn nhạt nhòa và hiệu quả thi đấu thì vẫn còn thấp. Nói một cách nhanh gọn, dễ hiểu là đội tuyển Việt Nam chơi một đồ chơi vô hại, kiểm soát không nổi trước các đối thủ tấn công, và công thì cũng không được mà thủ thì cũng không xong. Hàng thủ thì còn để thua tới 10 bàn trong 3 lượt trận giao hữu vừa qua. Đâu rồi hình ảnh mạnh mẽ, dứt khoát, chuyển đổi trạng thái nhanh dưới thời ông Park? Đâu rồi những cú sút uy lực và những pha chọc khe, hiểm hóc, chí mạng? Ông Chu Xê đang làm gì với bóng đá Việt Nam? Đó thực sự là câu hỏi mà người hâm mộ đang thắc mắc. Ở giải đấu tháng 1 tới đây, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Indo và Iraq. Bảng đấu được coi là khó cho đội tuyển Việt Nam. Khi Nhật Bản không cần phải bàn tới trình độ, Iraq thì chúng ta cũng vừa thua. Indo cũng đã liên tục đánh bại đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây và có sự phát triển đặc biệt. Sau đó, việc chậm chán trở lại trong tháng 1 thì sẽ là thách thức cho thầy trò ông Chu Xê. Tại vòng bảng Asian Cup 2023, ngoài tấm vé dành cho đội nhất nhì của mỗi bảng, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt cũng sẽ giành tấm vé vào vòng 16 đội. Nhưng điều này không dễ dàng khi mà Indo đang rất quyết tâm. Để chuẩn bị cho sân chơi này, một trong 3 đối thủ kể trên của Việt Nam là Indo cũng đã lên kế hoạch thi đấu. Ông Shin cũng đã dự định sang Thổ Nhĩ Kỳ để rèn luyện. Indo sẽ có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho Asian Cup. Sẽ có một số trận đấu giao hữu cho đội tuyển Indo với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi có thể có một số thỏa thuận và trận đấu cuối cùng ở Qatar, ông cho biết. Trận đấu mà ông Nova Ariato nhắc tới ở đây, đó chính là cuộc thử lửa với Iran có mặt ở Qatar. Đây là một đối thủ mạnh, ứng cử viên cho chức vô địch Asian Cup 2023, nên Indo kỳ vọng sẽ là đợt cử sượt lý tưởng trước khi mà bước vào trận đấu của vòng bảng. Asian Cup sẽ diễn ra ở Qatar vào ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024. Ngoài nằm ở bảng D, Indo sẽ đối đầu với Việt Nam, hai đội sẽ gặp nhau trong lượt trận diễn ra vào tháng 3 năm sau. Đáng chú ý là danh sách lần này có 4 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu là trung vệ Ekon Bagot, Sandy Watt, hậu vệ Sane Patinama, cùng với tiền đạo là Rafael. Bên cạnh đó, ông Shin thì còn gọi hai cái tên khác đang khoác áo của câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á là hậu vệ Pratama Ahan, cùng với đó là Asnawi Makulam. Nhưng danh sách hậu quân lần này không phải là đội hình mạnh nhất khi mà hai ngôi sao là Marcelino Ferdinand và tiền vệ Ivar Jenner đang bị chấn thương. Tuy vậy, với những cầu thủ còn lại, Garuda vẫn được đánh giá khá cao và chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng theo tờ Bola, tỷ lệ cơ hội của đội tuyển quốc gia Indonesia là cuối bảng D khá là lớn. Theo Bola, tỷ lệ cơ hội để đội tuyển quốc gia này đứng cuối bảng D là lớn. Theo phân tích, đội bóng này được cho là có 55,91% là cán đích vị trí thứ tư, thứ ba là Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Bản giành được tỷ lệ cao là 79,84% là nhất bảng và tiếp đến là Iraq 61,14%. Theo dữ liệu khác, đội tuyển Indo không được giành ưu ái và không được ưu ái để giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Cơ hội cho đội tuyển này chỉ là 0,15%, trong khi cơ hội cán đích thứ hai là 7,12%. Tuy nhiên, bóng đá không phải là vấn đề trên giấy, bất cứ điều gì thì cũng có thể là xảy ra. Sau loạt trận khởi đầu không tốt tại vòng loại World Cup, bóng đá Indo thì vẫn đang tăng tốc cho việc thực hiện các thủ tục nhập tịch. Tuy nhiên, một trường hợp được người hâm mộ kỳ vọng đó chính là tiền đạo 21 tuổi, Jadon Munoz đã rơi vào thế bế tắc. Theo đó, FIFA chỉ cho phép cầu thủ sinh ra tại Indo, có bố, mẹ, ông bà sinh ra tại Indo được thực hiện quá trình chuyển đổi quốc tịch. Trong khi đó, cầu thủ này sinh ra tại Hà Lan và chỉ có cụ sinh ra ở Indo. Như vậy, trường hợp của anh thì FIFA không cấp phép. Trở lại một thông tin khác về thông báo. Báo Nhật Bản chỉ đường để Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam. Tờ Exeter của Nhật Bản cho rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng nên rời Yokohama FC để tìm kiếm cơ hội ra sân trở lại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ lên Liên đoàn bóng đá châu Á chuẩn bị cho Asian Cup. Một nguồn tin xác nhận bản danh sách được gửi lên thì không có Nguyễn Công Phượng. Trước đó, ngôi sao gốc Nghệ An cũng đã được ông Chu Xê gọi hội quân để tham dự vòng loại thứ hai của World Cup. Nguyên nhân đó chính là việc hầu như anh không được ra sân từ khi gia nhập Yokohama FC. Cầu thủ Công Phượng của Yokohama FC từng nói rằng anh muốn tiếp tục chơi tại C-League, nhưng có lẽ anh nên rời đội bóng này vào lúc này.
Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu năm 2016, nhưng anh chỉ ngồi dự bị, sau đó vào Incheon United và sau đó là Saejudeon ở B. Tờ báo Nhật Bản cho rằng, thời điểm gia nhập Yokohama FC, Công Phượng dù đã có sự chuẩn bị kỹ về tinh thần, chuyên môn, nhưng mà anh vẫn không đáp ứng được và không được trọng dụng. Tất cả thì đều khuyên anh nên quay trở về Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, Công Phượng cho rằng cơ hội thi đấu nước ngoài sẽ biến mất nếu như mà anh trở về quê hương. Ở phần cuối bài viết, tờ báo xứ sở Mặt Trời Mọc khuyên anh nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Công Phượng từng thi đấu tổng cộng 50 trận cho Việt Nam. Tuy nhiên, trước mắt là khả năng anh không được gọi lên đội tuyển lần này. Và anh cần đưa ra quyết định ngay trong mùa giải này bởi vì điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh. Lời gần nhất Công Phượng được gọi về đó chính là tháng 9 năm 2023. Ở trận đấu với Palestine, cầu thủ sinh năm 1995 được ra sân ghi bàn nhưng màn trình diễn của anh không được nhà cầm quân người Pháp đánh giá cao.